Hallo YouTube! Chào mừng các bạn đến Singer D Cuộc Sống ở Đức. Hôm nay mình sẽ đi thăm quan thành phố nơi mình sống. Hôm nay là ngày chủ nhật, đường phố không có người. Bây giờ chúng ta trên đường đi đến nhà thờ. Vì cái nhà thờ kia sở ở xa kia, các bạn có nhìn thấy là nhà thờ. Tại hình như kia sở. Cái này là không biết tiếng Việt bảo nào. Das hier ist der Bauplan vom Dom. 1978 wurde es gebaut. Bây giờ chúng ta đi vào nhà thờ. Chúng ta đã vào bên trong nhà thờ. Các bạn giữ im lặng. Khi vào bên trong, không được đem đồ ăn vào, không được đội mũ, không được đem con chó vào. Nếu các bạn thích chụp ảnh thì phải trả 1 euro. In der Kirche gibt es Regeln. Man darf nicht einen Hund reinlassen, man darf nicht essen und Mützen anziehen. Wenn man ein Foto oder ein Video machen will, muss man 1 euro bezahlen. 1, 2, 3, let's go! Các bạn nói chuyện ngõ. Ihr müsst leise sein. Bây giờ các bạn cùng xem nha. Thờ Aachen là một trong 12 di tích văn hóa đầu tiên trên toàn thế giới được đưa vào danh sách di sản thế giới của UNESCO vào ngày 8 tháng 9 năm 1978. Đây là di sản đầu tiên của Đức. Thờ được cho là hợp lý vào thời điểm đó, là tầm quan trọng phổ quát về mặt kiến trúc và lịch sử nghệ thuật trong những mô hình vĩ đại của kiến trúc tôn giáo trong nhiều thế kỷ. Nhà có tầm quan trọng gấp 3, nơi chôn cất Saliman 742-814 và cũng nhà thờ đăng quang cho hơn 30 vị vua Đức La Mã 936-1531 kể từ thời Trung Cổ là một trong những nhà thờ hành hương Kitô giáo quan trọng nhất. Tâm của nhà thờ là nhà nguyện Palatinate bát giác của Saliman, là công trình kiến trúc hình vòm lớn nhất phía Bắc dãy Ép vào thời điểm xây dựng 1.200 năm trước. Thời gian xây dựng được giả định là từ 790-800, ông chủ có lẽ là Odo von Metz năm 1165, hoàng đế Friedrich II. Rosa có hai cốt của Saliman được chôn cất trong nhà nguyện Palatinate được nuôi dưỡng và chuyển đến một hộp thánh tích đồng thời các được phong thánh. Barossa bây giờ có thể gọi đế chế của mình là đế chế La Mã thần thánh. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến dịch này bằng cách ủy thác cho ông làm đền thờ chắc được hoàn thành vào năm 1215. Đồng thời ông tặng một chiếc đèn chùm, còn được gọi là đèn chùm Barbarossa cho hình bát giác vào thế kỷ 14. Nhà trung tâm đã bị phá vỡ về mặt kiến trúc bởi một dàn hợp xướng cao cấp kiểu Gothic trong số những thứ khác để điều chỉnh nhà thờ theo yêu cầu của một nhà thờ hành hương. Nhà kính Aachen đã được thành hiến vào ngày 28 tháng 1 năm 1414, nhân kỷ niệm 600 năm ngày mất của Saliman, thông qua sự nối tiếp dày đặc của các cửa sổ theo dõi cao. Đàn hợp xướng bao quanh bàn thờ cao, đền thờ cao và đền thờ Đức Mẹ với bốn thánh tích bằng vải như một đền thờ thủy tinh. Họ đại diện cho trang phục của Mary từ đêm thánh tá của Chúa Giê-xu. Cái này là mô hình nhà thờ đơn. Đây là đường phố về Diêm. Đây là bảo tàng Aachen, Museum Aachen. Tàng Suemon Dete Ludwig nằm trong một cung điện thành phố tư sản của thế kỷ 19. Đây là Elisenbrunnen Aachen. Elisenbrunnen Aachen, hai hiện tượng rực rỡ trong lĩnh vực kiến trúc. Thơ Friedrich von Mathiesen đã viết vào tháng 5 năm 1827 trong cuốn nhật ký của mình, vừa làm say đắm sự ngưỡng mộ của khách du lịch vào cuối kỷ nguyên Napoleon. Có dưới 1.000 khách spa đến Bét Aachen mỗi năm, do đó, nó đã được xem xét làm thế nào công chúng giàu có thể quan tâm đến phòng tắm. Việc thành lập một ủy ban bể bơi vào năm 1817 và các kế hoạch xây dựng mới hiện đang được thúc đẩy, bước đầu tiên quyết định có thể được thực hiện cuối cùng.
Bây giờ mình đã thờ thị trấn A Khẩn là một minh chứng cho nhiều thế kỷ. Tháp Granus từ thời Saliman được bảo tồn vào thế kỷ 14. Công dân A Khẩn đã xây dựng tòa thị chính theo kiến trúc Gothic trên nền móng của phần còn lại của cung điện Carolingian từ năm 936 đến 1531. Các ngày lễ đăng quang của A Khẩn đã diễn ra tại đây. Hội trường đăng quang hoành tráng vẫn còn gợi nhớ về thời gian này. Ngoài ra còn có các bản sao thật của bản gốc của các viên ngọc quý, bao gồm vương miện hoàng gia. Mãi giúp các bạn tham quan thành phố A Khẩn. Các bạn có thích không? Nếu thích là các bạn làm một cái like. Mình sẽ làm nhiều video nữa. Hẹn các bạn ở video sau. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss, auf Wiedersehen, bye.